Xin chào mọi người, chào mừng người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị một căn nhà được xây dựng độc lập duy nhất một căn tại phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà này thì hướng nhà là hướng Tây Nam, mặt tiền của ngôi nhà 3m88, mặt hậu 3m88, chiều dài 8m05. Với cái căn nhà vuông vắn và thiết kế xây dựng độc lập thì vị trí của nó rất là gần với lại chợ trường Phường Trạm, gần với trường Đại học Đại Nam, gần với Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, gần với lại trục đường quốc lộ 21B, gần với lại bến xe Yên Nghĩa. Nói chung từ vị trí căn nhà này đi lên tới trung tâm hành chính quận, nó chỉ phạm vi khoảng tầm 5km thôi mọi người ạ. Nói chung giao thông đi lại thuận tiện. Và thiết kế căn nhà 4 tầng mới tinh, vừa mới dọn dẹp xong. Và hôm nay Ngọc Ánh sẽ quay gửi tới quý vị toàn bộ phần mặt tiền của ngôi nhà được ốp đá granite. Phần mặt tiền của ngôi nhà như Ngọc Ánh vừa chia sẻ là 3m88 mọi người ạ. Mặt hậu cũng vậy. Và với cái thiết kế cửa chính của ngôi nhà thì hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết. Theo hiện trạng thì chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Hồ sơ điện, hồ sơ nước được lắp đặt đầy đủ, ngõ trước nhà 2m, cách với trục đường ô tô đi lại 100m. Đặc điểm căn nhà này thì nó rất là gần với lại chợ Vân Nội mọi người ạ. Nó gần với cái chợ đấy, gần với sân bóng Phú Lãm, gần với đại ủy ban nhân dân phường Phú Lãm. Đồng thời nó cũng rất là gần với lại ủy ban nhân dân phường Phú Lương. Với cái căn nhà này thì các tiện ích ví dụ như là trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, chợ dân sinh vô cùng gần, phạm vi bán kính 800m, quay đầu có đầy đủ hết cho quý vị. Với cái giá chào bán hiện tại của căn nhà là 2 tỷ 680 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu, phần hoàn thiện của căn nhà thì đã được hoàn thiện xong hết về cái cơ bản. Thứ nhất là hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, gạch lát nền hòa và toàn bộ cái màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng mọi người nha. Công tơ điện, công tơ nước lắp hết rồi, riêng biệt về chỉ việc sử dụng thôi. Giá này thì có, thứ nhất là có thương lượng, thứ hai là bao toàn bộ phí thuế sang tên và có hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên tới tối đa 80% giá trị. Đồng thời vay với những cái lãi suất ưu đãi nhất và với cái thời gian vay lâu nhất tối đa là 25 năm và tối thiểu là 3 năm mọi người nha. Tiếp theo mời theo em vào cái khu vực phòng bếp. Đây là cái phần phòng bếp của ngôi nhà. Toàn bộ cái phần phòng bếp thì cũng được thiết kế và hoàn thiện xong hết rồi. Toàn bộ tủ bếp là thiết kế tủ gỗ này, mặt bếp ốp đá đen granite. Và với cái phụ kiện bếp thì được lắp đặt đầy đủ rồi. Theo đúng hiện trạng thì căn nhà này chỉnh chu, công năng sử dụng rất là hài hòa và có thể dọn đồ về ở ngay lập tức. Ngoài ra phía tầng 1 của ngôi nhà ở đây thì còn có một phòng vệ sinh đáp ứng cho quý vị cái công năng về với cái phần sử dụng là bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng của ngôi nhà. Đó, tay vịn cầu thang đây, từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 nha mọi người nha. Thiết kế toàn bộ là gỗ lim, rất là chắc chắn. Đó, ở phía cái phần ngăn cách giữa cầu thang và cái phần phòng khách thì ở đây có cái vách gỗ CNC đấy mọi người ạ. Để cái kệ trang trí cũng khá là hợp lý. Đấy, mọi người có thể để các lãng hoa ở đây. Toàn bộ cái phần cầu thang đi lên từ phía tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà là ốp đá đen và cổ trắng như vậy. Ngọc Ánh review rất là chi tiết cụ thể vị trí đường hướng ngõ căn nhà này là với cái giá chào bán là 2 tỷ 680 triệu. Vậy thì ở trên phía các tầng của ngôi nhà thiết kế ra sao? Mời mọi người theo em lên trên phía tầng trên của ngôi nhà nha. Tầng 2 của căn phòng thì vừa bước chân lên phía cầu thang ở đây là ở đây được lát sàn gỗ công nghiệp vào trong cái căn nhà này, đồng thời có một cái căn phòng ngủ master phía bên trong mọi người nha. Đây là phòng ngủ và có nhà vệ sinh ở phía bên trong. Đó, đây, ban công mở hướng ra phía bên ngoài, mở ra được ống chờ dây chờ áp chờ điều hòa và cái căn phòng ngủ này rất là rộng nha mọi người, nó khoảng tầm 20m². Đó, rộng vô cùng, được lát sàn gỗ rất là đẹp. Đấy. Tiếp theo là phòng vệ sinh ở phía bên trong căn nhà. Đây mọi người ơi, đây, bình nóng lạnh, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh. Đây, bồn cầu liền khối, lavabo bàn đá. Nói chung nhà có như thế nào thì Ngọc Ánh quay và gửi tới quý vị y như thế. Vị trí đường ngõ cũng như là cái khoảng cách đi lại thì nói chung là đúng đến tới 95% mọi người ạ. Đó,
Cửa thông phòng cũng như là cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là kiểu công nghệ Việt Pháp. Căn phòng ngủ này thì rất là rộng, vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất. Vị trí đi lại thì khá là thuận tiện. Quý vị nào đang có con em đi học ở trường Đại học Đại Nam hoặc là học trường trung cấp y dược hoặc là học trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật thương mại thì có thể tham khảo căn nhà này. Hoặc nếu như cái căn nhà này theo một cái trục đường thẳng thì quý vị có thể đi làm ở cái trên mạng Thanh Xuân về cái căn nhà này cũng rất là hợp lý nha. Nó chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 10 km quay trở lại thôi. Tiếp theo, mời người theo em lên trên phía tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự như tầng 2, tuy nhiên nó khác với tầng 2 một chút, đó là phòng vệ sinh thì để ở phía bên ngoài, còn đây là toàn bộ căn phòng ngủ sử dụng ở phía bên trong mọi người ạ. Đấy. Còn thì cái diện tích phòng ngủ thì nó cũng thiết kế tương tự như tầng 2. Căn nhà này thì ngập tràn ánh sáng vào trong phía không gian căn phòng này. Hướng nhà là hướng Tây Nam mọi người nha. Đó. Đây. Cửa phòng ngủ. Nó không đẹp được bằng cửa gỗ đâu, nhưng mà cái chất liệu cũng như cái độ bền thì khá là ổn. Phòng vệ sinh ở phía tầng 3 đây. Đây mọi người ạ. Đây, phòng vệ sinh ở phía tầng 3. Đầy đủ công năng, quạt hút mùi cũng như là ống chở bình nóng lạnh. Và phần còn lại tầng 4 của ngôi nhà, mời người theo em lên khám phá nốt tầng 4 của ngôi nhà, xem ngôi nhà này thiết kế 4 tầng công năng ra sao với diện tích 30m². Và quý vị ơi, Ngọc Ánh đang bước chân lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà thì ở đây có một ô dính trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang. Tiếp theo với cái tầng 4 của ngôi nhà thì ở đây chủ đầu tư cố tình thiết kế một cái góc nho nhỏ này để quý vị có thể làm ban thờ treo mọi người ạ. Hoặc ở đây còn một căn phòng riêng nữa thì quý vị có thể làm hẳn một căn phòng riêng để thờ. Nói chung là cái này tùy công năng sử dụng, có thể làm phòng ngủ, có thể làm phòng làm việc. Tuy nhiên căn phòng này cũng đáp ứng đầy đủ cho quý vị hệ thống trần thạch cao cũng như là cái ống chờ dây chờ áp chờ điều hòa, cửa mở ra hướng ban công đó. Và riêng trên tầng 4 này thì không lát sàn gỗ, thay thế vào đó là lát gạch, kích thước gạch là 60-60 vân gỗ mọi người ạ. Đây. Bóng loáng luôn. Đó. Và phần còn lại đó chính là phần sân phơi. Thì đây là cái phần sân phơi của ngôi nhà. Nói chung là nhỏ nhắn, xinh xắn, tối ưu công năng với một cái diện tích nhà 30m². Đây là cái phần để máy giặt. Đó. Và đây là cái phần sân phơi. Nói chung là mọi người nếu như mà mọi người lắp một cái dàn phơi thông minh ở đây thì rất là ok nha. Với cái vị trí nhà này ấy, thì nói chung xung quanh dân cư vô cùng đông đúc, gần với chợ dân sinh, nó cách chợ dân sinh khoảng tầm 100m đi bộ thôi mọi người ạ. Và quý vị muốn biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này thì vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha, 0983013403 hoặc 0888011444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin mới nhất từ Bất Động Sản Nhà Tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.